Xin mến chào quý anh chị và các bạn. Trong video lần này em sẽ dẫn quý anh chị và các bạn tới thăm một khu dân cư rất là hot và đắt đỏ, và có thể nói đây chính là khu nhà giàu của Sài Gòn, chính là khu dân cư Sala ở quận 2. Hướng này hướng sẽ đi qua hầm Thủ Thiêm để chúng ta sẽ tới đây. Phía bên phải, ngay khi mà bước chân vô tới khu dân cư, thì có thể nói là nhìn thấy một con robot rất là hoành tráng mà họ để ở đây. Và con nhìn bên ngoài, như là quý anh chị và các bạn nhìn thấy người thật thì thấy là nó là vô cùng to. Con robot này thì thấy là cũng đặt ở đây khá là lâu nay rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì mới có dịp để mà em đi ra đây để review cho tất cả quý anh chị và các bạn được chiêm ngưỡng một khu mà có thể nói là khu nhà giàu bậc nhất của Sài Gòn. Tại vì với cái vị trí như này thì chỉ cần đi qua hầm Thủ Thiêm khoảng chừng 2 đến 3 cây gì đấy thôi là có thể bước tới trung tâm quận nhất rồi. Và nơi này thì bất động sản, ta còn có thể nói một điều là nó đắt đỏ thì một cách rất là dã man luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển tiếp nha. Để chúng ta sẽ nhìn ngắm, hôm nay em sẽ cố gắng đi một vòng quanh cái khu Sala này, một khu mà nổi tiếng chỉ có những người giàu có thì mới có thể ở đây được thôi. Và đất đai, nhà cửa ở đây thì có thể nói là chỉ có tính được bằng đô thôi. Đất đai khu vực này rất là giá trị nha quý anh chị nha. Và đường xá thì tất cả chúng ta thấy là như ở bên nước ngoài luôn. Ngay trước mặt kia thì chính là một cái dự án mà người ta đang xây dựng này. Đây là những căn biệt thự tỷ đô. Họ đang mới bắt đầu xây dựng này quý anh chị. Tất cả chỉ mới cái khung thôi mà có thể nói là nó rộng một cách dã man luôn. Đây là khu mới, họ mới xây và chưa có hoàn thành, chưa có giao nhà. Có lẽ là đến khi nào mà giao nhà thì có thể nói là khu này là khu mà super VIP rồi. Quá là đẹp và nó quá là hoành tráng. Những người mà phải siêu giàu thì mới có thể mà ở được những cái khu vực như thế này. Đường xá cũng như là công viên, mọi thứ thì quá là tuyệt vời. Từ thời ngày xưa thì ở những các cái khu như thế này thì nó chỉ có thể là những đầm lầy thôi. Và phía bên đất quận 2 thì đến ngay như bây giờ cũng rất là nhiều đầm lầy, nhưng mà nó cũng đã đều được vào quy hoạch vào những các dự án lớn hết cả rồi. Và dĩ nhiên là không có đơn giản để mà sống được ở quận 2 rồi. Quận 2 có thể nói là một khu nghỉ dưỡng đắt đỏ, gần như là bậc nhất ở Sài Gòn. Những người mà siêu giàu thì sẽ mua nhà, mua biệt thự ở đây. Đây là một dãy các cái dịch vụ này. Dãy dịch vụ rất là nhiều ở đây. Thì ở đây nó là một cái khu phức hợp rất là hoành tráng. Một khu đại nhà giàu luôn. Một dãy rất là dài,
rất là nhiều các cái dịch vụ đa dạng ở đây. Điện đường, trường trạm, tất cả mọi thứ là đầy đủ. Khu vui chơi giải trí, khu mua sắm là có thể nói là khép kín ở tại đây. Và dĩ nhiên là nếu như mà người dân mà đã ở đây rồi, mua ở đây rồi thì chỉ có nói là rất chỉ là VIP thôi. Khu đất này rất là rộng. Đây, chỗ này là cỏ cây là nó là như ngày xưa rồi. Tới cái khu vực này là người ta chưa có quy hoạch tới này. Đây là đã tới phần cuối ở đây rồi. Nhưng mà còn phía bên trên, phía bên phải kia nữa. Bên phải trên cái màn hình của chúng ta đây là còn rất là rộng. Và đường thì có thể nói là đến 6 làn đường di chuyển ở tại nơi này thì, như là ở bên nước ngoài luôn. Và hiện tại bây giờ thì còn đang có những dự án còn đang xây lên rất là nhiều ở nơi này nữa. Bên khu này thì cũng thế nữa. Đây là phía mặt sau của chung cư này. Ở cái khu vực này thì dịch vụ cũng đang rất là nhiều này. Và bây giờ thì em sẽ đi một vòng hết cái khu vực Sala này để review cho quý anh chị và các bạn được xem nha. Đây là một khu mới họ đang xây dựng, biệt thự ở bên này đây, quá là hoành tráng nha, quá là đẹp này. Và cái diện tích của nó thì chúng ta nhìn cái phần thô nó thôi là chúng ta đã thấy được là cái mặt bằng nó quá là to này. Đây là những căn nhà tỷ đô này quý anh chị, giá thì chưa có biết cụ thể là bao nhiêu nhưng mà chắc chắn là phải những tầng lớp mà siêu giàu thì mới có thể mà ở được những cái căn nhà như này mà họ xây như này. Quý anh chị thấy không, họ xây một cái khu rất là to như thế này, tiền quá trời tiền luôn. Và cái đấy còn chưa nói đến là những các cái cơ sở hạ tầng xung quanh nữa. Cầu này, khu này là khu mới của Sài Gòn nha quý anh chị nha. Dĩ nhiên nói là mới nhưng mà cách đây cũng nhiều năm rồi. Những khu dân cư mới như thế này thì hiện tại ở Sài Gòn cũng đã xây dựng lên rất là nhiều. Và giá cả thì để mà mua được những nơi này thì có thể nói là rất là khủng khiếp. Em sẽ đi một vòng review cho tất cả quý anh chị và các bạn để chúng ta cùng xem những nơi này nhé. Bất động sản của thời gian này thì thôi có lẽ là không biết nói ra làm sao nữa luôn. Vì cái giá cả của nó bây giờ thì nó chỉ trên trời luôn. Ở kia trước mắt của chúng ta thấy đấy chính là trường quốc tế Việt Úc này quý chị ơi. Đó, con em của những người ở đây thì sẽ được học hành ở trong trường đấy. Và trường quốc tế là ngay tại đây luôn, không có phải đi học ở đâu xa.
an toàn, có thể nói là an toàn tuyệt đối, tại bởi vì là một cái khu phức hợp. Ở đây thì sẽ liên tục là có bảo vệ để bảo vệ tất cả các khu này, bảo vệ an ninh cho cư dân ở đây. Khu này thì vẫn còn đang có vẻ như là nhiều căn chưa có người mua này, thì vẫn còn trống khá khá này. Khu Sala hiện tại bây giờ là đang xây dựng thêm rất chi là nhiều, nó rất là hoành tráng. Hôm nay sẽ đi một vòng để review cho tất cả quý anh chị và các bạn xem nha. Và dĩ nhiên là nếu như là một năm sau mà quay trở lại đây thì nó cũng sẽ khác đi nữa. Hình ảnh ở đây thì ngày hôm nay chúng ta đang thấy cũng còn rất là nhiều những công trình dở dang. Chúng ta thấy một điều là xe hơi là đậu rất là nhiều ở đây, có một cái khu vực để riêng cho xe hơi đậu. Và đương nhiên là nếu như mà ai mua nhà ở đây thì sẽ cứ việc là đậu xe hơi trước cửa cũng được, nó an toàn và y chang như là ở bên nước ngoài vậy đó. Chúng ta không có phải lo lắng. Dĩ nhiên một điều là cứ có tiền thì mọi thứ sẽ được tận hưởng rất là nhiều. Giờ sẽ đi một vòng để review cho chúng ta cùng xem nhé. Chỗ này là chủ yếu là họ bán để họ làm dịch vụ này. Đây, còn sang bên này thì vẫn chưa hoàn thiện xong. Đây chính là trường quốc tế Việt Úc. Cơ sở hạ tầng tất cả mọi thứ nó sẽ an toàn tuyệt đối. Và ở cái khu vực này thì sẽ được bảo vệ liên tục, sẽ có những camera an ninh có ở khắp nơi, với cái mục đích là bảo vệ an ninh cho cư dân ở đây. Đây là cổng vào này. Phía cổng này là có lẽ là chưa có đưa vào sử dụng nhiều đâu, đây là cổng sau thôi. Đi qua đến đây là qua đây là khu công trường của ta rồi. Đi tới đây bị lố rồi quý anh chị. Đi nhầm đường ạ. Nhầm đường ạ. Nhầm đường. Lòng đường hả? Vâng. Đi tới đây là bảo vệ là họ đã nhắc nhở, và dĩ nhiên là không có được đi vô bên trong này để những người bên ngoài không thể đi vô phía bên trong này được. Đây cũng lại một sự nhầm nhọt một lần nữa này. Tới đây là hết cái khu vực rồi.
tới đây, tới khu vực này là chúng ta phải quay ra, vì là nơi này đang xây dựng những khu nhà mà tỷ đô, khu biệt thự tỷ đô ở đây. Và chúng ta sẽ quay lại ra phía bên ngoài kia, một khu khác. Khu vực nhà cửa ở đây, đây là trường quốc tế này. Sang đến đây thì chúng ta đã quay trở lại cái vị trí hồi nãy. Bây giờ em sẽ bọc ra phía ngoài kia kia nha. Đây, khu đường này thì nãy chúng ta chưa có đi. Đấy, như chúng ta thấy thì ở phía bên phải kia là vẫn còn có vẻ là có một cái dự án gì đấy mới này. Khu này là cũng mới hơn cho nên thành ra là cũng chưa có nhiều người mua ở đây. Chưa có được đầy đủ như là cái đường chúng ta mới vào. Đường chúng ta mới vào là cũng cách đây là cũng khá là lâu nay rồi. On way này, cửa hàng về thời trang thể thao. Đi sang phía khu vực này thì đây chính là khu chung cư rồi. Ở chung cư ở đây thì chắc là cũng phải cỡ tầm là 5 đến 7 tỷ một căn. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra bên ngoài. Và tới đây thì cũng gần hết cái khu vực này rồi. Cây cầu này. Và video của em thì tới đây xin phép được tạm dừng. Xin cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã theo dõi và xem video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha. Xin cảm ơn ạ.